Đó. Bệnh khủng khiếp luôn. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một clip ngắn để chia sẻ với các bạn về cái vấn đề mà kết quả của cái hệ thống đối lưu dòng nước và kết quả của hệ thống lọc có tốt hay không, và cái cách vệ sinh túi lọc cũng như là vệ sinh bông lọc làm sao cho nó sạch và an toàn. Đấy, thì đây là mình chia sẻ cái cách của mình thôi, mỗi người có một cách riêng khác nhau, nhưng mình chia sẻ cho các bạn cái cách của mình hay dùng và mình cảm thấy nó rất là ok thì mình chia sẻ để anh em nào tham khảo thì ứng dụng, hoặc là anh em cứ chia sẻ, mỗi người có một cái kinh nghiệm khác nhau, chia sẻ để anh em cùng học tập. Đấy, thì các bạn thấy không, đây là cái hồ của mình, các bạn nhìn thấy nó rất là ok, không có vấn đề bụi bặm trong này cả. Thì thấy đây là hệ thống đối lưu của mình nhá, đây là bên là dòng đẩy này, đẩy ra đây, bên này là dòng hút, thì nó được gom hết tất cả vào đây và nó đi vào ngăn lọc. Đấy, và tất cả ngăn lọc của mình đây các bạn nhìn này, chưa bao giờ mình cần vệ sinh ở trong này đâu nhá. Đây là những cái dòng rêu đen đen này, là những dòng rêu nó bị đốt cháy ấy. Nó đốt cháy bởi mình dùng thuốc tím ấy, mình khử lên là nó đốt cháy. Chưa bao giờ mình phải động vào đây cả. Nó giống như là mốc mốc đúng không các bạn? Đen đen ấy là chính là cái rêu ngày xưa nó bám xong bắt đầu bị thuốc tím nó đốt. Do bây giờ mình hay dùng thuốc tím mà, nên là mình dùng thuốc tím mình đốt. Mình đốt cháy nó. Rêu chiếc trong này chết hết, không có rêu bám mà các bạn thấy không? Này, cái khe này nhá, của mình nhá. Cái khe này không bao giờ mình thò tay được vào, bởi vì mình nó chỉ có tầm khoảng 1 phân rưỡi đến 2 phân thôi. Nhưng mà không có một cọng rêu nào bám hết. Các bạn thấy không? Này. Không có một cọng rêu nào bám hết được vào đây hết. Công nhận là cái thuốc tím nó đánh ghê không các bạn? Đây này, các bạn thấy không này? Không có một cọng rêu nào có thể bám được vào trong phía này. Làm sao mình đút tay vào đây mình vệ sinh được? Làm sao mà đưa được? Nó nhỏ xíu à? Chỉ đủ để dòng nước nó chảy từ đây nó chảy lên thôi, chứ nó mình không đút được vào đâu. Và đây các bạn nhìn thấy có bông lọc này. Đó, nó rất là đen, đen thui luôn. Và đặc biệt tí nữa mình cho các bạn xem ở trong cái túi lọc kia kìa, nó mới đen khủng khiếp như thế nào. Và chút nữa mình sẽ lấy ra và mình sẽ cho vệ sinh và cho các bạn xem cái độ dơ của nó như thế nào nhá. Nếu như mà một cái hệ thống đối lưu dòng nước trong cái bể của bạn nó không tốt, hệ thống lọc không tốt, thì không bao giờ nó gom được hết tất cả chất thải vào trong cái này. Nhưng ngược lại của mình ấy, thì nó gom rất là tốt. Và chút nữa mình cho các bạn xem, đen thui và bẩn cực kỳ luôn. Ở trong này cực bẩn, ở ngoài kia thì cực sạch. Đó. Chút nữa các bạn mình bóc ra, mình sẽ mang ra mình vệ sinh và mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Và đây là sau khi mình đã lấy cái hệ thống túi lọc và bông lọc ra đây, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem bên trong nó như thế nào, nó dơ như thế nào, và mình sẽ giặt nó như thế nào để cho các bạn tham khảo nhé. Và đây, bây giờ mình sẽ lấy ra cho các bạn xem. Đấy, các bạn nhìn này, cái ống này của mình này, cực kỳ bẩn luôn. Rồi, đây là túi lọc các bạn nhá. À, cực kỳ dơ bẩn luôn, các bạn thấy chưa? Úi sổ, bẩn khủng khiếp. Đó, bẩn khủng khiếp luôn. Rồi, bây giờ đến lượt bông lọc các bạn đấy. Này, bông lọc đây, bẩn khủng khiếp. Bây giờ mình sẽ tiến hành giặt cho các bạn xem nhé. Mình giặt như thế nào, mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem như vậy. Và đây các bạn biết xong, đây là cái xô nước này, mình để cho cái vòi ở đây. Đấy. Và cái bông lọc thì cái túi lọc đây như thế này.
Thì thường thường các bạn hay vệ sinh như thế nào mình không biết, có thể là các bạn vò đấy, tay vò như thế nào không biết, nhưng mà mình thấy cách của mình như thế này rất là hiệu quả. Đây các bạn nhá, bây giờ mình xả, vừa xả nước này và sẽ vừa vệ sinh cái này. Thì khi mà nước nó vừa xả xuống thì các bạn chỉ cần cầm, cứ cầm, các bạn cứ cầm những cái này này, các bạn cứ lắc như này, các bạn cứ lắc cứ thế này, lắc trong nước là đảm bảo nó sẽ ra hết, chứ các bạn không cần vò. Và tí nữa mình cho các bạn xem nó bụi bẩn như thế nào nha các bạn. Và đây các bạn thấy không, mình cứ lắc như thế này thôi. Đó, thì các bạn nhìn này. Đấy, nó ra cũng khá là ok, các bạn nhìn thấy nước này. Đục ngầu, bây giờ mình đổ cho các bạn xem nhé. Đấy, cái nước khủng khiếp. Khủng khiếp vãi đái luôn. Kinh chưa? Úi dồi ôi. Nó đục dã man. Dã man và tàn bạo. Kinh khủng. Nó ra rất là hiệu nghiệm nha các bạn. Đấy, các bạn lắc như vậy nó ra rất là nhiều luôn, cực kỳ hiệu nghiệm luôn. Rồi tiếp tục, bây giờ mình sẽ tiếp tục như làm như vậy, nó ra rất là hiệu nghiệm luôn, các bạn không cần phải vò gì đâu, các bạn cứ thế này lắc cho mình đảm bảo nó sẽ ra hết. Các bạn thấy nó cũng tương đối là sạch rồi. Chỉ cần vải như thế nó tương đối là sạch rồi. Thì bây giờ chỉ còn một ít nữa thì các bạn vò nó, hay lấy hai tay vò nó là ok. Nhưng mà cái hiệu nghiệm nhất là mình cảm thấy là cứ cầm như này vậy này, vải như này là rất là hiệu nghiệm, nó ra rất là nhiều luôn. Ok, thì bây giờ mình thử vò xem này. Còn lại một chút nữa thì mình sẽ vò như thế này. Đây, mình cũng vò như này. Để cho nó ra triệt để các bạn. Nhưng mà vò như này nó không ra nhiều bằng cái vẩy như vừa rồi của mình đâu. Cái vẩy như vừa rồi của mình nó ra mới là nhiều, mới là ok. Rồi. Ok các bạn, sau khi mình đã vẩy xong thì nó cũng tương đối là sạch rồi. Cũng tương đối là ok, trắng trẻo rồi các bạn thấy chưa? Đấy, chỉ còn cái viền trên này nó cực bẩn này thì vẩy nó không ra này. Nhưng mà không sao. Các bạn nhìn này, khá là sạch đúng không? Khi mà vẩy ra thì khá là sạch luôn. Nhưng mà sạch về mỹ quan thôi. Còn bản chất của nó thì vi khuẩn rất là nhiều trong này. Và bước tiếp theo đó là mình sẽ dùng cái gì để vệ sinh cái này. Đó chính là Omo các bạn ạ. Đây chính là Omo. Mình sẽ cho ít nước vào đây. Và mình sẽ cho một ít Omo vào đây. Chết rồi, hết xà bông rồi. Chưa rồi, nhà hết xà bông rồi các bạn. Này. Các bạn cho đánh vào đây. Các bạn ngâm xà bông khoảng 15-20 phút. Thậm chí nhiều lúc mình bận đấy, mình ngâm từ ngày hôm nay, mai mình mới giặt. Đấy, thì đảm bảo nó sạch luôn. Chắc mình trộn hết không? Trộn hết đi. Hết luôn. Cho hết luôn các bạn. Xà bông hết rồi. Omo trắng sáng, Omo đổ hết luôn. Ui, ui, mày quá. Mày quá, nó vào trong nhưng không, nó đổ ra ngoài phí. Đấy. Thì đây các bạn này, bông lọc này mình sẽ ngâm vào đây. Vâng, ngâm vào thật nhiều Omo vào. Đấy. Thì đến đây, đến bước này thì các bạn này suy nghĩ là liệu cái ô giặt mà bột giặt như thế này thì mai mốt đưa cái bông lọc này, cái túi lọc này này vào trong bể thì có vấn đề gì không?
Thưa các bạn, giặt sạch đi thì chả vấn đề gì đâu. Từ mình nuôi từ trước đến nay mình toàn làm như này thôi, nhưng mà cá không có chết bạn nhé, thoải mái. Đấy, thì ngâm như thế này thì đảm bảo nó sẽ tẩy một phần còn lại của cái con vi khuẩn. Còn những con mà trâu bò hơn mà vi xà bông nó không tẩy được thì thôi, thì mình vua tay như thế là ok rồi. Đấy, thì mình quấy nó lên và mình cứ ngâm nó, và 15 phút sau thì mình sẽ giặt nó như giặt quần áo bình thường, và nó sạch thì bắt đầu mình phơi lên, và tuần sau mình thay nước tiếp thì bắt đầu mình lại thay cái bông lọc này, và quy trình cũng tương tự như vậy thôi các bạn. Và sau đây mình sẽ giặt cái này cho các bạn xem. Đã ngâm được khoảng 15-20 phút rồi, khoảng nửa tiếng rồi, 20 đến phút đến nửa tiếng rồi, cũng khá là đủ chất rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình giặt nó thật sạch và phơi, xin mời các bạn cùng xem nhé. Và đây thưa các bạn, sau khi mình đã giặt xong, trắng phau, rất sạch sẽ. Chỉ có ở trên chỗ cái phần cổ này thì nó bám, nó ngả màu, không sạch được. Cái phần này các bạn, nó ngả màu. Còn đâu là trắng tinh luôn, các bạn nhìn xem. Đó, sau khi giặt như này sạch này, thì các bạn phải hiểu rằng là cái bể cá của chúng ta ấy, thì cái chỗ ngăn bộ phận lọc ấy, gọi là cái bể lọc ấy, nó là một cái chỗ dơ nhất và cực kỳ dơ nhất, chính là cái túi lọc này và cái bông lọc. Túi lọc là cái dơ nhất. Thì các bạn hình dung là trong một cái nhà của chúng ta thì có cái hầm tự hoại ấy, thì cái bể lọc chính nó là đóng tác dụng y chang như là một cái bể tự hoại các bạn nhé. Đó. Thì đây là một thành phần thuộc dạng bể tự hoại đây. Giặt sạch như này thì hạn chế rất tối đa về cái chuyện là bệnh tật run sán nó chứa ở trong này. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình phơi lên đây. Rồi, để cho nó róc nước. Và tuần sau thì mình sẽ thay tiếp tục nó. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Clip này chúng tôi xin tạm dừng tại đây.